Tôi bị Thế lag hay gì rồi mà tất cả thằng nào cũng skin Alex này. Ok, đỡ lag rồi đấy. Hết lag luôn rồi. đi. Thôi, thôi. Cái gì nhỉ? Đấy, cỡ đâu đó Tết hoặc là 50-100 sắp. Bố tôi sẽ mua một quả gạt với gà. Điếu, bố rảnh. Đâu, mẹ, bố bảo là bố Bố rảnh, bố thích thì bố mua. Không thì là không thì có nghỉ. bố chỉ là thế để cho con cố gắng thôi. Chứ ai thừa tiền Gỡ. để mua cái cà Thôi nào, cái cặt với ga cũng rẻ mà. phê ha. Bố là thảo bố mày lấy 5 triệu là bố mày thì nếu mà Bố nào lại như thế? Chứ cái này là còn quay màn hình nhỏ đấy, chứ quay màn hình to thì ôi rồi 20 FPS. FPS tuyệt vời luôn. ông em người quay cho mình là bao nhiêu không? Không. 60. Ông quay thử xem như nào. Thôi. Nổ. Để thử nha. Này. Thử đi bật full màn hình không quay ấy. Để tính thử. Ok. Thế không? Đủ biết. Nào ra nhặt đồ với. Ê, Thì đập nó đi. nó. Có. Nó qua là nó qua thì phải đập nó chứ. Tìm. Tìm cho 1.16 như gì. Đập bắt lại cho không chết What mẹ the rồi. Hào hán nó kìa. Tôi rơi chết mấy lần rồi. Wow, bọn xanh thần thơ thật, nó không thể bọc bét luôn. Sao chưa có cái sáu Bruh. ừ. Thằng cái Intel là cái gì đấy có phải vâng à không? Cái Intel là như nào? Intel là cả màn hình. Ừ. Sao? Bruh. Bruh. Mình đang à. Ê, ấy yo, what the? Nếu Nào, con con mình thở con ngã xong gơ, chúng ta chưa chết. là gì đem thằng chết mình đấy. ngã xong rồi tao đi thử Ủa, ông bay rồi mất ai luôn thằng mình ngã xong mất được. Không, chúng ta không thể nào mà hy sinh một trận nhanh như vậy được. Đại Thái ơi, Hảo Sao Châu Bò, chúng ta có thêm có cái video cho mình bao nhiêu không. em phải là 60 chưa mình còn chưa dưới lên 60 đâu 44 47 51 59 66 Để sao tôi69 dùng cả cái cây thôi ông phải im khoan mở mồm đi thì dùng cái đi sao nhưng nó lại không chịu dùng cả cái mốt lấy thật thì mình chỉ dùng nhìn kết nước quay mà đấy nó lại éo hiện cái này tôi tưởng thằng kia nó bay, tôi tưởng thằng kia nó bay lên, nó không, nó bắt lốc lên, tôi định cho nó bay lên anh ngờ. bắn kia phải bo kia phải bo em mẹ nó cái gì đấm nó đập kia nó đập kia có ba màu ba màu đúng 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 đây 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 hay 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 hảo quá tâm luôn đăng quá luôn từ đừng từ quá luôn đăng ấy, yêu lắm. cân cân hết cân nó đó về về à. Và mình quay video mà FF của Ai, mình nhá. ai, 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 Mình ai, để FF ai, màn hình nhỏ là ai, 80 này. no, 90. oh. FF màn hình nhỏ 90 đó này. Nó nghĩ tôi chết rồi. Nó nghĩ tôi Ai chết nó nhảy xuống? rồi. Quê. Thảo Tân. Kia nó nhảy xuống kia. Đứng lên. Kia nó kia. Nhìn thấy ông ngoài. Nhưng mà nó không thể xuống dưới đây được. Thế ông cứ ở đứng đấy cả trận nha. Đừng nghĩ chúng ta sẽ tìm cách. Tí là bố mày bảo bố mày lấy con Saigon. Chúng Cà ta phê sẽ tìm mình cách. đi chạy đâu. Thôi, mình quay thử lại nha. Nó đang một lúc xuống kìa. Bạn không. Ok, nice. Ván tiếp theo. Tôi không thể tin là bản thân mình lại chết một cái ván ngu như vậy được. Không hiểu là mình có video mà mình khi mình bật nhỏ mà mình sẽ FS Đấy. Thôi gì thì không đúng đằng nào ông quay video thì bên video của ông mờ tịt không nhìn được chữ. Mẹ mồm.
quay video mờ thì đừng có nói. Xong cái bet. Thằng nào bọc thêm nữa thì bọc. Chị đang làm khi mình đang video lên. Đang video lên. Được, được, được. Để 360. Mơ tin. Cái clip của mình đầu tiên thế mà 360 HD. Full HD 5K. À khoan 8. Full HD. Report. Cái thằng Nico này. Ô quá. Tôi vừa class xong quả nào ở kìa. Không, tôi vừa class. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Thằng này vít, thằng này vít. Thằng này vít. Cờ rít quay to. Chết mẹ đắc lag rồi. Thôi. Mới lag rồi. Lag mẹ rồi, server lại lag rồi. Ủa, à, được phép. Cứu được phép. Mẹ mày qua tình nhà nó hơn là này. Ôi, mất bờ lốc kìa. Mẹ hào hán. Các người là hào hán phương nào? Đa mê dù dù Gari Oh damn bro. Ngầu. Đi quay lại, bạn đang bên giường gì? Lan nó lại trong một cái bàn nhỉ. Bọn bên kia lại bảo, ơ sao thằng này đập đập bét nhanh thế? Nhưng nó đâu biết tôi có dìu. Trong khi thì vốn về thực tế thì dìu nó cũng chả đập nhanh được bao nhiêu. Chả khác gì được tay không. Thằng mất lờ này. Cái gì mẹ, không ông nào ra kim cương à? Thế rồi tôi ra. Mẹ nó nhảy ngu nhảy tới trên giường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải cheater hiểu không? Chứ không chứ không cứ butterfly butter suốt không ra dáng đàn ông hiểu không? Chúng ta đàn ông chúng ta phải cheater. Đơ mê đơ mê đơ mê vô. Rồi cái thằng của mình cũng chả hợp với cheater cơ. What the? Không. What the what? Còn hai thằng. Hai thằng nào? Thủ ở nhà thôi. Chơi thế nào được hai thằng vàng? Đam mê. Đi một thằng AK rồi còn một thằng thôi. Tôi mong là cái bài đam mê nó không bị bản quyền. Tôi rất ghét việc bị bản quyền. Dến lắm. Kênh tôi đã gọi là cái kênh tôi mở đầu nó đã mở. What the? Mất rồi. Mình lên người sao kêu rồi. Ghét bắn tuyệt. Không, chỉ tớ như cứt đấy. Chả trách thì mấy bữa nay tôi bị đau cơ tay. Bữa này bắn xuyên tường được nhỉ. Hacker mẹ chơi phải tay. Chơi phải tay. Cũng mới đi xa xuyên tường. Đi xuyên tường. Hảo ca khị ạ. Cảm ơn. Bíp mẹ. Đam mê. Ôi lên. Được lắm. Nghe giọng như nào? Vẫn như thế đúng không? Nghe vẫn như cứt rệ. Đam mê. Mẹ không bản quyền. Nhạc không bản quyền. Mẹ tin lên đây đánh nhau em. Thằng chơi cung gì. Một kill. Easy. Mày cheater. Mình 7 kill ở đây. Tôi 2 final 2 giường. Gáy nữa lên. À. Con vừa lất được. Hay. Thực ra thì tôi chả hiểu lý do. Có khen đi. Damn bro. Đam mê. Thôi đừng hát nữa ông ơi. Tôi còn chưa biết bài này nó có bản quyền không đấy. Ăn ngu là một gậy lán cứt tể. Ông thích bây giờ mình đánh bản quyền không được không?
mình mong là mình không bị bản quyền bởi cái gì. What? Yeah. Izana bro. Mình chỉ biết là mình có thương sức để đánh được bản quyền không? Ông không đánh bản quyền được, ông không phải đánh thằng ấy. Ông cả. Không biết. Kiếp thằng nào ngồi nhà lúc đồ đấy. Không đánh. Kiểu này giờ bị đánh bản giờ, kiểu giờ kênh mình là như này nó bị bản đánh bản quyền là hơi mệt. Thảo tiên đi. Mình mong là cái quả clip cái clip patch 1x kia mình không bị bản quyền, bởi vì là mình có thể bị đánh bản quyền bởi gọi là kiểu như là Wi-Fi, ông không có thể bị đánh. What the heck? Không, nó còn 3 máu, vờ lờ thật chứ. Biết thế tôi biết thế, thay vì tôi mua block tôi cầm kiếm gỗ, à, tôi cầm kiếm đá thì sao tôi đập nhà nó rồi. Tôi phải bố đây. Úi. Kìa cái níu gì đây lắc kìa. Ý, có tim. Rồi nó nát nhà mình chưa? Chưa đúng không? Được đấy ông ơi. Yeah. Hảo hán. Tôi lại lag rồi. Lag xe với rồi. Chi chi. Chi chi. Mẹ nó cho mình mấy trăm sắc đấy. À, win rồi. Gần win thôi. What the? Nó có bao nhiêu quả fireball đây? Mấy trăm quả. Nổi trăm không? Đơ, à thôi, bản quyền dễ lắm. Mẹ thằng kia nó còn một máu. Đúng là quái to, không làm được gì cả. Khoan, nhiều khi nó qua nhà mình quá. Ông Tân đứng im này, ông nhìn mình chuẩn bị này. Chuẩn bị ông Tân đang nhảy khóc khét đi đơn ạ. Mình cũng biết đây là một sự sai trái, một sự xúc phạm với thanh niên đấy nhưng mà. Dạ, ta lại đi thôi. Đi ra đây. Từ từ, tôi không để ý lắm nhưng mà. Ở đâu vậy? Nó đang ở nhà Blue và cửa núi trá không nhỉ? Anh em qua đi. Anh em sẽ biết mình xúc phạm như thế nào. Đó, thanh niên đấy là đó. Bro. Chi. Oh, yeah. Lại. Đó. Vơ lơ à, 10 kill what? Yeah, không kill. New way, man. New man. Có lỗi gì vậy? Tôi chụp ảnh lâu quá. Yes. Nhập hai cái. I hate world. Ok, tôi đã có một cái ảnh thumbnail. Một cái ảnh thumbnail ngay trong một trận. Thật là một thằng thông minh. Wow, ván đầu tiên tôi chơi tất cả mà bây giờ cuối cùng có một thằng mộc bét. Ông vừa chụp ảnh làm thumbnail á? Yes. Một bức ảnh làm thumbnail có lẽ là một cái gì đấy khá là ổn. Nhầm. Trông có vẻ à, bọn Red đã không để ý. Bọn Red đã không để ý là bọn mình sắp tới nhà nó. À một lúc đấy đã. Trông ghê vậy các ông. Chúng ta có một team khá là xịn. Hey, hi, hi. Hảo la liếm. Hey, hi, hi, clear. Ờ, chưa, vẫn còn một ông kia. Oh, invisible à? Không, đây, để tôi. Hảo fireball này. Ơ. Tôi mọi người.
Vậy là xong. Đấy rồi à? Yes. Ouch, đau. Cao quá tôi xuống đi. Sao nhỉ? Một bro sẽ làm chỗ này. Oh shit. Wow, tôi vừa mới nghịch ngu. Và tí nữa cái điều cái sự cái trò nghịch ngu đấy của tôi nó làm tôi chết. Nhớ nát rồi đúng không? Ừ, nát rồi. Ơ. Chúng ta có một oh shit. What the fuck lag. What? Lag tôi bị kẹt lốc rồi kìa. Mệt thật đấy. Thôi kệ, một final kill. Game này hơi nhanh và hơi dễ đấy. Lúc dắt. Hai. Ồ, đến đích rồi, đến đích rồi. Bro. Lên. Đam mê. Oh, what? Không. Let's go. Đang win victory nhanh quá. Sao tôi có một kill nhỉ? Tôi 4 kill. Let's go.